Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn đang đứng ở đằng trước của khu du lịch Hạ Long Bay thuộc Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ở đây thì như quý bà con cô bác biết, ở đây là cái trụ của cái cáp treo. Đấy. Cáp treo nó nối khá dài quý bà con ạ. Nó nối về phía này cơ. Đấy. Wow, khá dài. Ở đây thì như quý bà con cô bác đang nhìn thấy, ở đây là cái khu đằng trước cổng, mép ở cái đầu bên tay trái của Hạ Long Bay. Thì cái nhà vàng 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 kia là quý bà con cô bác, đấy là cái cảng hành khách quốc tế của Hạ Long. Cái nhà vàng vàng ấy là nhà cảng hành khách quốc tế của Hạ Long. Chúng ta đi vào đấy và chúng ta đi ra vịnh. Vịnh Hạ Long thì nó nằm ở man kia. Đấy, là con cô bác nhìn thấy các cái dãy núi kia ở vịnh Hạ Long. Và đây thì như quý bà con cô bác biết là Minh Toàn cũng đang đứng ở phía ngoài. Minh Toàn cũng không quay được những cái hình ảnh phía bên trong, mà hình ảnh phía bên trong của Hạ Long Bay Minh Toàn sẽ chia sẻ trong những cái video trên kênh. Rất mong quý bà con cô bác đón xem những cái video đấy ở trong kênh của Minh Toàn. Và để xem những cái video mới nhất và là người xem đầu tiên thì rất mong quý bà con cô bác hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ đỏ ấy ạ, ở góc cuối màn hình. Đăng ký ở đây, đăng ký miễn phí quý bà con cô bác để được xem những Minh Toàn sẽ gửi những video mới thú vị nhất đến quý bà con cô bác. Và như quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở đây là cái lạch biển, thì ở đây có rất là nhiều tàu cá về đâu ở đây. Ở trên tàu này thì các cái tàu này thì người ta đậu ở đây và đi đánh bắt cá về đây. Ôi, có tàu này có cái chữ kia buồn cười quá nhỉ. Nếu yêu xin đừng hôn đít em. Nếu yêu xin đừng hôn đít em, tức là nếu yêu thì xin đừng hôn, đừng chạm vào đít tàu, tức là tàu này đâm tàu kia. Đây, và bây giờ Minh Toàn sẽ mời quý bà con cô bác đi cùng Minh Toàn dọc từ đây đến chỗ cầu Vệ Cháy để tham quan cái khu vực này nhé. Đây, khu vực này. Kia là cầu Vệ Cháy quý bà con cô bác. Đấy, cái cầu mà có nhiều dây văng đấy, đấy là cầu Vệ Cháy. Cầu Vệ Cháy thì có rất là nhiều di tích về cầu Vệ Cháy mà quý bà con cô bác cũng có thể tìm hiểu về cầu Vệ Cháy. Có rất là nhiều tin đồn về cầu Vệ Cháy. Ở đây thì quý bà con cô bác thấy, ui, có con vẽ bằng bằng sắt. Biết bằng sắt hay là bằng gì đây? Thử xem nào. À, cái này là bằng tôn quý bà con cô bác ạ. Về với Hạ Long thì quý bà con cô bác cũng sẽ bắt gặp thường xuyên những cái hình ảnh về du lịch cũng như là về mỹ thuật như thế này. Nhưng mà về với Hạ Long, đây rất là nhiều tàu cá quý bà con cô bác. Và đây thì ngoài tàu cá ra cũng có một số cái tàu khách. Chẳng hạn như trước mặt chúng ta là cái con tàu khách, hai con tàu khách rất là đẹp. Tàu khách ở đây thì nó có 3 tầng. Tầng 1 là cái tầng mà chúng ta nhìn thấy ở dưới tầng 1. Đấy. Tầng 1, tầng 2 là ăn uống và ăn uống. Còn tầng 3 ở trên là ngồi để hóng biển. Thì thường đi tàu thì du khách hay muốn ngồi ở trên boong tàu. Và kia là cái cáp treo. Điểm xuất phát chúng ta đi cáp treo.
Ở đây thì là mặt này là cái cầu Bãi Cháy, phía bên kia là Hòn Gai, phía bên này là Bãi Cháy. Bây giờ xin mời quý bà con các bác chúng ta tiếp tục cùng Minh Toàn đi khám phá cái khu vực này nhé. Không khí ở Hạ Long vào mùa này là không phải mùa du lịch nhưng mà không khí khá mát mẻ quý bà con cô bác ạ. Đây là các tòa nhà, nhà hàng, khách sạn rất là khang trang. Đây là cái khách sạn Wyndham rất là khang trang. Khu vực này thì du khách quốc tế hay về nghỉ ở đây với bà con của bác. Bây giờ là cái tháng 11 dương lịch, thành ra là quý bà con của bác có thể cảm nhận được cái sự vắng vẻ của Hạ Long. Bởi vì Hạ Long là cái thành phố về du lịch, mà du lịch về chủ yếu ở đây là du lịch về biển. Mùa hè thì rất là đông đúc, nhưng mùa thu này và bước sang mùa đông này thì lại là rất là ít khách. Đây chúng ta đang đi vòng lên cái cầu Bãi Cháy. Đường này khá là vòng vèo quý bà con các bác ạ, nó giống như là cái đường đèo. Nên mà khi mà quý bà con các bác chúng ta mà có hoặc là có đi về đây mà đi xe máy hoặc là các anh chị em mà đi phượt thì chúng ta cũng chú ý nhé, chú ý cẩn thận. Đấy, nó vòng vèo lắm. Nếu mà chúng ta rẽ trái là chúng ta về Cái Dăm, còn chúng ta rẽ phải như thế này là chúng ta lên cầu Bãi Cháy. Minh Toàn sẽ lên cầu Bãi Cháy và quay như một số cái hình ảnh về cầu Bãi Cháy cũng như là toàn một số cái cảnh mà trên cao nhìn xuống từ cầu Bãi Cháy để gửi đến quý bà con cô bác. Nhưng mà Minh Toàn đi theo hướng này. Đấy, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy đường vòng vòng giống như đường đèo luôn. Và đây chúng ta đi thẳng để đi Hòn Gai. Wow, đường này thì ai mà đi xe máy yếu tay thì cũng khó đi, nhưng mà dân phượt thì ngược lại, dân phượt thì chắc là sẽ rất là thích đi đường kiểu đường như thế này. Hết đèo rồi,
Và bây giờ là chúng ta bắt đầu đi ra cái đường chính để chúng ta đi về phía cầu Cái Cháy. Thôi Minh Toàn quên mất, Minh Toàn không đi phía trong của cầu Cái Cháy để Minh Toàn dừng xe quay ở đấy nhỉ. Trước mặt quý bà con cô bác là cây cầu Cái Cháy mà có rất là nhiều câu chuyện xung quanh cái cầu Cái Cháy này. Ô, xe gặp gì đây mà lại tắc đường rồi. Đây là cầu Cái Cháy. Đây, chúng ta đang lưu thông trên cầu Cái Cháy. Và từ trên cầu Cái Cháy thì quý bà con cô bác có thể nhìn thẳng ra Vịnh Hạ Long như cái hướng mà quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở đây. Đấy. Ở Quảng Ninh thì cầu Cái Cháy này khá là dài. So với các cầu khác ở trên cả nước thì không dài lắm, nhưng mà so với Quảng Ninh thì đây là cái cầu dài nhất nhì ở Quảng Ninh rồi quý bà con cô bác ạ. Và còn cô bác có thể thấy các cái du khách đi cáp treo xuất phát từ cái điểm trước mặt quý bà con cô bác đấy. Đây, chúng ta đi cáp treo là chúng ta lên đường này, lên điểm này. Nếu mà chúng ta đi Móng Cái là chúng ta đi thẳng, chúng ta đi Hòn Gai chúng ta rẽ phải. Thì lúc nữa Minh Toàn xin phép rẽ phải đi Hòn Gai. Wow. Cầu Cái Cháy thì cũng khá là cao và nó nằm ở khe biển, chính vì thế mà gió rất là mạnh. Khi mà quý bà con cô bác chúng ta đi qua cầu Cái Cháy, chúng ta hãy vững chắc tay lái nếu mà chúng ta đi xe máy nhé. Đây là chúng ta đang sang phía Hòn Gai rồi. Bên Hòn Gai này so với bên Cái Cháy thì Hòn Gai Minh Toàn cảm thấy nó phát triển hơn. So với khu Hạ Long Bay thì nó cũng bằng, nhưng mà khu mà như là G
giếng đáy rồi bãi cháy thì là hòn gai nó phát triển khá là mạnh. Tuyến đường này là tuyến đường mà xe chạy ra Móng Cái, từ Hải Phòng Móng Cái hay Hà Nội Móng Cái chạy đây quý bà con các bác ạ. Nên mà rất là nguy hiểm. Xe khách chạy rất nhiều. Nếu chúng ta đi thẳng là ra Cẩm Phả và ra Móng Cái. Đây Minh Toàn xin phép Minh Toàn rẽ phải ở đây. Đây nó có cái điểm đến rất là đẹp mà Minh Toàn muốn gửi đến quý bà con cô bác. Bên tay phải của Minh Toàn và cũng như là trước mặt của quý bà con cô bác, đây là cái chợ Bãi Cháy. Ui giời, chợ Bãi Cháy gặp em xinh gái quá. Đây, đây là chợ Bãi Cháy quý bà con cô bác. Xin lỗi quý bà con cô bác, đây là chợ Hạ Long 2. Người em gái xinh đẹp quá. Đây là chợ Hạ Long 2 và nếu mà chúng ta đi thẳng như này là nó sẽ có một cái khu rất là đẹp, ở khu gần cái biển rất là đẹp. Còn chúng ta rẽ phải đây, chúng ta vào chợ Hạ Long. À, Hạ Long 1, xin lỗi quý bà con của bác là chợ Hạ Long 1. Máy của Minh Toàn gần hết pin, gần sập nguồn rồi. Minh Toàn xin dừng video này ở đây. Minh Toàn sẽ gửi những cái hình ảnh về cái khu Hòn Gai này đến quý bà con cô bác vào một cái video khác. Rất mong quý bà con cô bác hay ủng hộ kênh của Minh Toàn bằng cách là nhấn nút đăng ký và xin để lại ý kiến cũng như là bình luận của quý bà con cô bác ở dưới video này. Để nhằm mục đích Minh Toàn ngày càng có nhiều video thú vị hơn để gửi đến quý bà con cô bác, phục vụ quý bà con cô bác được chu đáo hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo.